chào quý vị và các bạn. Hôm nay hai cô cháu Bếp Củi Quê Hương với lại cô Trâm. Cô Trâm hiện nay 30 tuổi. Chưa người yêu chưa chồng. Cô Trâm lần đầu về quê. Cô Trâm lần đầu bạn ngắn là ba mà bây giờ cô Trâm không biết đi đường nào đây. Cô Trâm là người cũng hâm mộ cái mấy kênh của gia đình mình. Nên là hôm nay Trâm lên chơi. Và Trâm cũng có nói là trời nắng nóng quá thì mình sẽ đi hái ít lá mát về nấu. Mà thôi, mà dưới này nhà mẹ mình cũng có được một dàn bí xanh, bí đao các bạn. Đây trái rất là cũng có nhiều trái, mẹ cũng hái đó hết một ít rồi. Giờ mình sẽ trong này có một cái trái nó già đây nè. Mình sẽ hái về mình nấu nước sâm bí đao nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Đó. Bữa mình xuống cũng có thấy nhiều trái lắm mà hôm nay chắc mẹ hái mẹ xài hết rồi. Các bạn có, nếu mà các bạn có nấu nước sâm á, các bạn nên hái cái trái bí đao mà nó già. Mà cái nó có cái phấn trắng như vậy là bí đao đã già này các bạn. Bạn thấy không? Đâu, nằm đâu? Đây. Còn cái trái bí mà nó còn non á thì mình để mình nấu canh ha. Ê, bí đao này nè là mình để nấu canh ăn rất là ngọt này. Bí tự nhiên không sâu không thuốc nữa các bạn. Không chất bảo quản. Nấu canh cũng được luôn. Mấy cái đọt bí đao này hình như cô cũng chưa có rành lắm, không biết là có ăn được không. Đã ha. Quá trời trái luôn kìa, nụ 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 nụ, rất là nhiều này. Bây giờ Hạnh ra tay bứt trái bí đao. Bứt làm sao mà lát nữa mẹ nó giận, mẹ nó ghim hết gai vô tay con nha. Khỏi chừng đứt dây nha con. Con hái gơi ấy cái cuốn cũng được, giật cái trái ra lấy cái, để lại cái cuốn dài. Hiểu không? Lấy từ cái, để cái chú cuốn dài lại. Đó, đúng rồi. Rồi. Cái trái này bị cũng bị ong nó đút à. Cái trong cái món sâm bí đao của mình là có cái lá dứa cho cái mùi nó dậy lên, cái mùi thơm. Nó đặc trưng của cái món chà bí đao nha các bạn. Mình sẽ hái một cây lá dứa được rồi. Cái trong cái món sâm bí đao của mình là có cái lá dứa cho cái mùi nó dậy lên, cái mùi thơm. Nó đặc trưng của cái món chà bí đao nha các bạn. Mình sẽ hái một cây lá dứa được rồi. Đó, bạn Hạnh bạn nhổ ì ạch được một cây lá dứa rồi đó. Rồi gia đình nhà mình tạm biệt cái vườn bí đao, đi về để làm món. Cái này hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn là cái trái bí là nãy mình cũng đã đi hái, và một ít lá dứa thơm này. Hôm nay mình sẽ làm cái món mà chà bí đao. Và trong cái thành phần của chà bí đao đó thì có lá hán quả này, cái cục lá hán quả. Và cái này là thuộc địa nha các bạn. Cái này thuộc địa để nó cho nó ra cái màu mà có mùi thơm, nó tạo lên được cái sâm chà bí đao của mình. Bên này là bạn thấy không, đây là đường phèn. Còn đây là một chút xíu muối. Giờ mình không có làm đâu nha, mà có một bạn kế bên mình sẽ nhảy lên làm cùng Bếp Củi Quê Hương, đó là Trâm. Cái mình nấu cái nước này á, thì cái lá hán quả nó đã ra cái chất ngọt rồi. Nếu như mà người nhà mình bị tiểu đường á, thì mình không có cần nấu với đường phèn, mình chỉ cần lá hán quả là nó đã ngọt nước rồi. Nhưng mà ở đây thì gia đình mình uống nên là mình sẽ dùng 100 g đường phèn và một chút xíu muối nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi rửa lá dứa và rửa bí. Các bạn đi chợ mua thì mấy bạn mua cái, nó còn cái phấn trắng như vậy nè, thì mình nấu nó sẽ ra cái nước ngon hơn và nó không có bị chua. Còn nếu mà bạn mua cái trái mà mới ngoài chợ để mình nấu canh á, thì nó sẽ bị chua, khi mình nấu nó sẽ bị chua. Còn bây giờ thì mình sẽ đi rửa lá dứa và mình sẽ đi cắt cái trái bí đao này ra và mình sẽ nấu. Các bạn cùng theo dõi xem Trâm làm cái món này nha. Trâm là cái nghề của Trâm là nhiều món lắm các bạn ơi, từ từ rồi Trâm sẽ làm cho các bạn coi nhiều, thiệt nhiều món luôn. Và cái nước bí đao này cũng là một cái bí quyết trong một cái món khác, các bạn xem trong clip sau nha. Hôm nay mình sướng cái là mình chỉ được ngồi và chờ đợi để thưởng thức các bạn ơi. Giờ mình sẽ Trâm sẽ mổ cái bụng cái trái bí đao ra. Mà thường mình nấu thì lấy vỏ luôn, tại cái chất của cái vỏ nó sẽ ngon hơn các bạn nha. Mình bỏ cái ruột đi, tại cái ruột nếu mình nấu thì nó sẽ bị chua, nên mình lấy cái vỏ ngoài thôi. Bí đao á các bạn, thường nếu mà ở nhà được là thì có thì nó tốt hơn, tại mình trồng thì nó không có thuốc thang gì nên mình nấu cả vỏ thì nó tốt hơn. Còn nếu mà nấu mà mua ở ngoài chợ thì mình cũng không biết nữa, cho nên mình nấu mà nấu cả cái vỏ này thì thường thuốc thì nó nằm ở ngoài cái vỏ. Bí đao nhà mình là tốt nhất, nếu trồng được là tốt nhất. Các bạn cắt thành từng muối từng thanh nha, từng muối như vậy nè. Các bạn cắt cái chiều này là nó dễ hơn, chứ đừng có mà lật xuống mà cắt trên cái chiều của cái da của cái bí á, nó cứng dữ lắm, mình khó nhấn xuống. Cắt cái chiều này thì nó mềm hơn, mình cứ cắt khúc vậy thôi. Lá dứa các bạn chuẩn bị chừng một bó ha, của mình chắc chừng 15 cộng đó. Rồi mấy bạn muốn mà cột lại cho nó dễ, tại mình phải cột lại mình mới bỏ vô nồi, thì mình lấy một cái cọng cho mình giò nó lại để cho nó mềm chút á. Chứ mà mấy bạn lấy cái cọng nguyên gì nè, lát mấy bạn cột lại nó sẽ bị gãy liền. Bây giờ mình cứ bó lại thôi, mình cột nhỏ nó lại, cột nhỏ cho nó gọn, chứ mấy bạn đừng có bỏ nguyên một bó vô, tại lát nó lộn xộn lắm. Xong rồi mình giò cái lá cho nó mềm ra ha, xong rồi mình cột lại. Cái đó là cách này các bạn, mấy bạn dễ cột nhất, lát nó không có bị bung. Mấy bạn bỏ thêm thuộc địa vô nha, thuộc địa vô cho cái nước nó đen hơn, nó đậm màu hơn. Còn không có thì mấy bạn không dùng cũng được, mấy bạn cái này nó cũng đã nâu rồi nhưng mà nó không có đậm cái màu đẹp thôi. Còn cái này mấy bạn bóp ra, chắc là cái mùi vị của nó chắc nó cũng không có được thơm bằng nguyên là cái trái. Mấy bạn bóp nhỏ ra nha, để nó ngọt vỏ luôn cô, lấy vỏ luôn, bóp nhỏ nhỏ ra để cho nó hơi nó dễ ngấm nước, nó dễ sôi hơn. Bẻ nhỏ cái này đây. Mình nấu có một trái nên là bây giờ mình sẽ đổ vô đây là 2 lít nước. Là cái trái đó là cái cận ký ha. Dạ, cái trái của mình nó hơi nặng nên là mình nấu 2 lít nước. Dạ, bây giờ mình sẽ bắt cái nồi này lên bếp nấu. Hạnh và Trâm đang lục đục để đốt lửa lên để nấu cái nồi sâm bí đao. Lửa lên rồi, bắt nồi lên. Chút xíu sẽ có nước bí đao uống. Cá bốc khói lên nghi ngút rồi các bạn ơi. Do bà Táo chụm lửa. Này là bà Tám. Bây giờ mình mở lên không màu nước đấy. Rồi. Wow. Trâm sẽ mở lên. Ồ cái màu đẹp quá ha. Có thấy mùi chưa hả Hạnh con? Con thấy mùi chưa? Rồi. Cái mùi bay qua kia hửi thấy gì? Thơm lắm luôn. Lá dứa, bí. Giờ mình sẽ hầm từ từ để cho trái bí nó ra, rồi mấy cái la hán quả với thuộc địa nó ra được những cái chất của ở trong đó ra ha các bạn ha. Mấy bạn canh đó cứ hâm nồi, nhưng mà mình nấu cỡ 4-5 phút đi, mà mình coi cái bí á, cái miếng bí nó trong á, là lúc đó là mình bỏ đường rồi mình vớt ra, cho mình bỏ đường phèn vô là được. Bây giờ thì mình chưa có bỏ đường. Bọt mình mở ra, mình bỏ thêm một chút xíu muối vô nè, cho nó mặn mặn cái nước á. Cái bí quyết của cái này là mình sẽ cho một chút xíu muối để cho nó có vị mặn mặn ha các bạn ha. Đây, cô, lấy cái muỗng. Một chút xíu thôi cho nó mặn mặn, để cho nó đậm. Đó là Trâm cho muối nha các bạn, một chút xíu muối thôi. Bây giờ thì bí xong rồi ha, đó trong vắt luôn. Bây giờ mình sẽ vớt ra, vớt bí với lại là lá dứa ra để mình cho đường phèn vô. Mình cho đường phèn sau cùng nha. Đó, bây giờ mình vớt ra nè. Các bạn thấy không, bí trong vắt luôn, vớt hết ra luôn. Xong mình mới gõ đường phèn vô. Nếu mà các bạn bỏ đường phèn sớm quá thì cái đường nó sẽ bị ngấm ngược vô cái bí và lá dứa, nó sẽ không có ra nhiều. Rồi, mình bỏ đường phèn vô nha. Rồi sôi rồi mấy bạn ơi. Làm được hả? Bây giờ nước mình nấu rất là kẹo nha. Tại vì bây giờ nhà mình uống với đá nên mình sẽ nấu kẹo để mình uống với đá. Còn mấy bạn mà uống không thì mấy bạn cứ nấu nước lỏng lỏng và để trong chai và để tủ lạnh uống. Còn mình sẽ nấu lâu hơn một chút để cho nước nó kẹo xuống. Còn bây giờ sau rồi mình sẽ nhắc bếp ra. Hồi nãy mình có bỏ đường phèn mà các bạn cũng biết á, đường phèn mình mua nguyên cục lớn á, nó sẽ có một cái sợi chỉ ở trong. Thì mình phải lượt lại lần cuối này. Mình lượt lại để không khi uống tránh cái sợi chỉ đó. Với lại lúc nãy mình nấu có la hắn quả này kia, nó có xảy ra cái chất cái xớ xớ đó. Mình phải lượt lại. Sài Gòn đang là 38 độ lận. Để uống thử coi. Thơm quá. Mùi lá hắn quả mấy bạn, nó nồng, nó thơm nữa. Rồi cái chất bí nó ra. Mùi thanh, không ngọt quá cũng không có lại. Mấy bạn nấu đường phèn á, cái ngọt nó thanh hơn. Còn mấy bạn nấu đường cát ở nhà cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi ngọt gắt một chút. Còn nấu cái đường này thì uống rất là thanh, rất là mát. Mấy bạn về nhà nấu thử nha. Với lại đăng ký kênh theo dõi kênh Bếp Củi Quê Hương. Nhấn cái chuông nữa để khi có bếp củi có clip mới á, mình sẽ dễ theo dõi hơn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Like và subscribe, comment những ý kiến của các bạn vào Bếp Củi Quê Hương. Bếp Củi Quê Hương xin chân thành cảm ơn. Đã quá. Đã quá. Đó, bồ câu thấy thèm quá nó cũng bay xuống kìa. Đó. Chị cho em muốn miếng, chị ơi, chị ơi, chị cho em muốn miếng, chị ơi.